Hôm nay ngày 28 tháng 7 năm 2018, trường trung học Long Khánh tổ chức hội nghị tại thành phố Houston, Texas. Đây là hình ảnh của hội trường nơi cổng trường trung học Xuân Lộc ở tại thị trấn Xuân Lộc, bây giờ là Long Khánh. Cây phượng hồng rất là đẹp.